chào mừng các bạn đã đến với Bụng Không Đáy. Xin chào, và như các bạn có thể thấy ở trên tiêu đề thì ngày hôm nay bọn mình sẽ ăn một nồi bún ốc siêu to khổng lồ. Thế này mà để cân đo đong đếm ra số lượng bát thì sẽ là 10 bát dành cho hai người. Wow. Mình muốn lan tỏa cái mùi thơm và chua chua của bỗng ra của dấm bỗng cho các bạn. Bởi vì đây là mùi đặc trưng các cái món ăn chua của miền Bắc rất hay có. Và đây là một trong số những cái yếu tố mà anh nghĩ là những bạn ở các miền khác ấy, khi ra đây ăn món ăn có nước chua của Hà Nội chắc chắn là sẽ nhớ cái vị đấy. Mọi người vừa mới ăn Tết xong, làm sau khi mọi người xem được video này thật sự là mọi người sẽ cảm thấy rất là thích. Thì bây giờ chúng mình sẽ làm một nồi bún riêu chua chua cay cay thì tuyệt vời luôn. À, giới thiệu cho các bạn một điều hay ho nữa, đây là cái bách này bọn mình lần đầu tiên Bụng Không Đáy được quay một cái bách gọi là tiền tỷ. Đúng rồi, khung cảnh thật sự. Đằng sau chúng mình là những dãy nhà chung cư, những ánh điện lập lòe. Và có một điều đặc biệt thứ hai, và chính là hôm nay chúng ta sẽ không chỉ ngồi ăn không với nhau mà sẽ có cả một phần gọi là Q&A mà chúng mình đã chuẩn bị từ cách đây một vài ngày rồi. Song Pi anh đã đăng câu hỏi lên Instagram và hỏi các bạn là có câu hỏi gì dành cho hai chúng mình không. Thì trong số này chúng ta sẽ cùng vừa ăn và cùng trả lời. Kể cả các bạn không ăn được mắm tôm thì các bạn vẫn nên cho mắm tôm vào món ăn này, bởi vì là nó chỉ một chút thôi, nó tăng cái độ đậm đà của món bún lên rất là nhiều luôn ấy. Và khi mà ăn bún mà mình thấy mà khi không cho mắm tôm vào và sau khi cho mắm tôm vào ấy, cảm giác nó hoàn toàn khác hẳn. Thế nên nếu mà các bạn không ăn được mắm tôm vì sợ cái mùi quá là nồng và gắt của nó và nó chua kiểu thum thủm ấy, thì mình nghĩ là bún riêu là một trong số những cách đầu tiên để các bạn có thể tiếp cận được với mắm tôm. Riêu hoặc bún ốc. Ngon quá anh ạ, trông ngon ghê. Thì anh Thắng không ăn được ớt cho nên là em đã để bát ớt riêng. Cái nồi này cho hai người ăn thì em hôm nay em rất sốc anh ạ. Đây là một hàng bún ốc 572 Bà Trưng mọi người. Riêng ốc ở hàng này khá là to, cái size của nó to hơn so với những hàng ốc khác. Ôi quá hấp dẫn. Và bún ốc có một cái hay là chúng ta ăn nóng hay ăn nguội đều ngon, nó ngon theo những cách khác nhau. Và thực tế thì là nước này là nước là để nấu bún ốc nóng chứ không phải để nấu bún ốc nguội. Bún ốc nguội người ta dùng cái nước trong hơn cơ. Nhưng mà cái với cả mình nghĩ là thực ra mình đã từng ăn bún ốc nóng để nguội rồi và mình thấy là nó chẳng sao cả. Rồi, và xin mời mọi người nha. Cho một ít ớt chưng vào món bún ốc thì cũng rất là tuyệt vời nha mọi người. Tung. Đó. Ui giời. Trời ơi, người mùi. Quá tuyệt đỉnh. Cheers. Ngửi nước dùng. Wow. Thật sự là quá tuyệt vời sau khi mà nghỉ Tết xong được ăn một cái nồi như này. Phải đến hàng tháng rồi mình mới được cảm nhận cái hương vị như thế này đấy. Rất là nhớ cái hương vị này cho suốt mấy ngày nghỉ Tết. Đến bây giờ mới được ăn lại. Trời, lại còn đang hơi mưa phùn nữa chứ. Ngon quá. Ngon quá. Ôi, không dừng lại được. Nước quá là ngon rồi. Đây là mình phải phanh lại một chút và đến với câu hỏi đầu tiên. Nước ngọt, thanh mà. Xong rồi nó còn có đậm đà và nó rất là dậy cái mùi dấm bỗng. Mình thích rất thích hàng này một cái bởi vì nó rất dậy mùi dấm bỗng. Câu hỏi đầu tiên của bạn Anh Thư Nguyễn. Anh Thắng hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất về tình yêu đi ạ. Một thời gian lại đã kỷ niệm đáng nhớ để bắt kỷ niệm đáng nhớ về tình yêu. Hỏi kỷ niệm đáng nhớ được rồi, bắt kỷ niệm đáng nhớ về tình yêu để làm gì. Và một ngày nọ, anh đặt vé xem phim để đi xem phim cùng với Crush. Và mình đã đặt cùng một bộ phim đấy, cùng giờ đấy, hai cái cạnh nhau, nhưng là hai giá khác nhau. Là hai giá khác nhau. Bạn đến đúng điểm hẹn. Khi mà người bạn đấy, bạn đến rạp rồi, bạn hỏi mình đang ở đâu. Anh nói bảo anh đang ở rạp rồi, anh đang sẵn sàng vào phòng chiếu. Nhưng mãi vẫn không thấy nhau. Mãi mãi hai đứa không gặp được nhau và cuối cùng lạc nhau có phải muôn đời. Thế mà mình có thể nhận được một ngày mình thấy mình kiểu vô địch. Mình nghĩ ở trên đời này sẽ không có một ai giống như mình nữa. Vẫn tiếp tục là những tới tấp về câu hỏi về tình yêu thì có bạn tên là Hành Linh Trần 180... hỏi là anh Thắng có người yêu chưa ạ? Mình luôn tự nhủ cái điều này, nếu mà mình có người yêu mình sẽ làm hai điều. Thứ nhất là mình sẽ mời cả văn phòng S&N đi ăn. Và thứ hai nữa là nếu như mà mình có người nào đấy mà mình thực sự quan tâm, mình sẽ kiểu dành toàn bộ thời gian cho những người đấy luôn. Và tức là thời gian còn đang nghĩ đến chuyện là nếu sau này anh mà có gia đình anh sẽ không chơi với ai. Để chỉ để chăm con và chăm sóc gia đình, dựng xây tổ ấm và hạn chế chơi bời hết mức có thể. Mình thích cảm giác hay.
ngày các cũng bạn như ạ, vậy. Các bạn hãy tới đi nhá. Bạn nào mà chồng anh Thắng là tới ngay đi. Có rất là nhiều nhiều bạn tưởng em và anh yêu nhau. Các bạn hỏi hay anh chị là người yêu cũ của những bạn. Ôi trời ơi, đọc cái câu hỏi đấy xong là em buồn cười không ăn được luôn mà. Hình như anh quay mà ai mọi người cũng nghĩ là người yêu của anh hay sao ấy. Ngày à xưa thế là có vai bạn trai. Ngày xưa là chị Hạnh đúng không? Anh quay chị Hạnh là mọi người tưởng là chị Hạnh và anh yêu nhau rất lâu. Nhưng mà mình và anh Thắng hoàn toàn không yêu nhau, chưa từng yêu nhau. Vâng ạ. Vâng, chúng mình chưa từng yêu nhau, chúng mình là anh em tốt của nhau mọi người ạ. Vâng ạ. Đây, chúng mình sẽ tranh thủ ăn và sau đó lại kêu bạn đây tiếp nha. Cắn ngập răng nhiều ốc như này rất là sung sướng mọi người. Hạnh phúc ngập tràn. Bình thường mà chúng mình ra hàng ăn, chúng mình có gọi thêm topping ốc thì cũng chỉ được thêm khoảng tầm 3-4 con thôi. Ôi, con ốc béo ngậy trời ơi. Bát thứ hai rồi mọi người. Có những cái ngày mà bún ốc mà ở nhà kiểu như kiểu mẹ nấu ấy. Mẹ nấu từ trưa mà còn thừa thì đến cứ khoảng vài tiếng anh sẽ chạy ra ăn một lần. Ăn như kiểu là một ngày ăn mình có thể ăn được 5 bữa bún ốc. Đây các bạn ạ, cảm giác mà chúng mình được cắn như miếng ốc giòn sần sật thì thật là tuyệt vời. Ốc ở đây thấy khá là chắc. Mà họ làm sạch nhỉ? Ấn tượng lần đầu hai anh chị gặp nhau ạ. Ủa cay quá. Ấn tượng của mình về Song Phi Anh ấy chỉ là qua cái lần thấy Song Phi Anh đến với SNU. Tức là thấy là bạn này răng trắng, cười như hoa hậu. Hồi đấy là thấy như là từng cùng với cả Phương Anh làm thăm với cả Quân bàn luận về một người con gái tên là Phạm Phương Anh mới xuất hiện tại SNU. Khen là xinh này, khen là bao... Nhưng mà mình đặc biệt chỉ để ý cái răng trắng. Xong rồi hôm đấy là mặc cái áo đỏ, cái áo đỏ bóng chảy ấy. À, ấn tượng đầu tiên của mình với anh Thắng đấy là thật sự là nó là một bất ngờ đối với em. Mình có xem một vài video của team Hôm Nay Gì. Hồi đấy là mình vẫn chưa gia nhập X-Channel đâu. Đấy, xong rồi là mình xem mình thấy là ui cái anh ở giữa. Tức là ngày đấy anh hay quay kẹp giữa anh là chị Yến và chị Hạnh. Thế xong rồi ui cái anh ở giữa kia ăn trông rất là ngon. Ăn vô cùng ngon miệng luôn. Và về sau mình có quen chị Hạnh nên mình có bảo là chị Hạnh ơi, ở trong team Hôm Nay Gì có một cái em trai. Em ý trông em trai béo béo hai má phình phình trông đáng yêu nhỉ. Và em ấy ăn trông ngon thế. Xong rồi chị Hạnh nhìn em bảo chứ em nào. Em đấy. Xong chị Hạnh bảo đâu, đấy là anh đấy. Anh ấy sinh năm 91 thôi. Em bảo à nhầm, không phải sinh năm 91. Bảo là anh ấy sinh năm 93 đấy. Xong rồi em khẳng định chị Hạnh là không phải cái anh sinh năm 93. Anh ấy không thể nào mà sinh năm 93 được. Vì là cái bạn đấy trông trẻ lắm. Mình còn em còn gọi là em cơ. Tức là cái em đấy, cái em mà phình phình. Thế xong rồi lúc biết là anh Thắng sinh năm 93. Gương mặt này 1993, mọi người có tin được không? Thời gian đã bỏ quên tôi. Thế là ấn tượng đầu của em là anh kiểu như kiểu bị hách tuổi ấy. Ui năm sau là U40, gia nhập hội U40 với anh Huy. Ôi thật khủng khiếp mọi người ơi. Đôi khi mọi người truyền qua tay nhau và mình nghe được mọi người bảo gọi mình là thằng cu béo béo trên YouTube. Cũng hay đấy, mình thích cái biệt danh đấy. Đã bao giờ hai anh chị xích mích với nhau chưa? Trời ơi. Thế này các bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề như vậy. Thực ra khi nếu mà mình trong vai khán giả mình cũng thích hỏi những câu kiểu như thế. Có xinh mi đấy, không phải không đâu. Thì có. Chuyện va chạm với nhau là chuyện không thể nào tránh khỏi khi mà làm việc. Bởi vì thực tế các bạn có thể xem chúng mình ở đây, chúng mình vui vẻ và cười đùa rất là nhiều ở trên các clip. Nhưng mà đằng sau đó là rất nhiều sự làm việc. Tức là những người mà không trực tiếp làm trong ngành truyền thông, mọi người sẽ có cảm giác như đây là chơi. Nhưng không, chúng mình đang thật sự làm việc. Và đã là làm việc thì chắc chắn là phải có mâu thuẫn. Có một thời gian mình cảm thấy như là bởi vì Song Phi Anh là một người rất là đa năng. Thế nhưng mà vấn đề lại là không có quá nhiều thời gian trong một ngày để có thể làm hết được tất cả những thứ mà chúng ta muốn. Thế nên là đôi khi nó bị là làm cái này nhiều hơn thì lại ít thời gian cho cái kia hơn. Đấy là xích mích của anh đối với em ạ. Cảm giác kiểu không hài lòng lắm vì cô ấy không dành nhiều thời gian cho tôi. Thực ra là cho chúng tôi nhưng mà cách kể là giữa cách sớm một nhiều thời gian cho tôi. Thật ra thì cái phản hồi đấy của anh Thắng mình cũng là nghe trực tiếp. Anh Thắng có chia sẻ qua một hội nhóm. Đúng rồi, có một hội nhóm kín. Thế sau rồi khi mà mọi người kể lại ấy, thì mình cảm thấy ui kiểu trái tim vỡ tan. Tan vỡ, đúng rồi, cảm giác tan vỡ. Tại vì đối với mình thì mình rất là quý anh Thắng và anh Thắng chắc là cũng quý em đúng không? Thế sau là mình nghĩ là chết, anh em thân thiết thế này mà kiểu có điều gì sao không nói cùng em ấy mọi người. Đấy, thế là
mình lại nghe người khác kể lại những điều đấy thì mình cũng lúc đấy mình cũng khá là buồn, nghe xong mình cũng khá là hơi giận giận một chút, hơi giận. Bọn mình cũng hờn hờn nhau một chút, nhưng mà về sau kiểu về sau vẫn làm việc bình thường, thế là hết. Tự tha thứ cho nhau. Bản thân mình thì kiểu như là mình nghĩ là mấy hôm nữa lại phải quay với ông này nên thôi kệ vậy. Thế là lại bình thường. Đúng ấy. Với cả chưa, chả thấy có cái lý do gì để phải giận lâu vậy. Trời ơi, đây đã là bát thứ ba đấy mọi người ơi. Anh đang chỉnh cái nồi này. Mọi người ơi, một đĩa sườn vẫn bên ngoài nhá, mà nhìn cái nồi nước của bọn mình này. Món ăn mà anh chị cảm thấy không ưng nhưng vẫn phải làm tròn vai diễn. Thế là bài quảng cáo mọi người ạ. Cái này hơi nhạy cảm. Tức là nhãn hàng đến thì không phải cái gì chúng mình cũng cũng chấp nhận là làm, mà chúng mình đã có phải có một cái sự lựa chọn trước. Thật sự chất lượng của sản phẩm đấy cũng sẽ không bao giờ là tệ. Nhiều khi nó là nhiều thứ cùng một, giả sử là trong một cái tuần đấy chúng mình phải làm hai thứ giống hệt nhau. Đúng rồi. Tức là hai sản phẩm giống hệt nhau, có hương vị y hệt như nhau, và phải nói nó truyền đạt như thế nào theo hai cách khác nhau. Thì cái cảm giác hào hứng chắc chắn là nó sẽ không thể bằng với cái đầu tiên, tức là khi làm cái thứ hai sẽ không thể hào hứng như cái ban đầu. Tức là trong công việc có những cái khá là rủi ro, ví dụ như bọn mình hỏng file chẳng hạn. Thế là bọn mình phải quay lại, bọn mình sản xuất lại từ đầu. Thì những lúc như thế, khi mà bọn mình làm lại lần thứ hai ấy, thì lúc đấy chính là cái lúc mà bọn mình phải diễn sao cho tròn vai. Tại vì là cái cảm nhận ban đầu, cái reaction ban đầu của bọn mình thì nó sẽ bị mất đi rồi, nó sẽ không còn như lúc đầu nữa. Mà lần thứ hai thì phải diễn lại để cho mọi người, khi mà mọi người xem, mọi người hiểu được a nó chua ra sao, nó ngọt ra sao, cay ra sao, đại loại là như thế. Món ăn ấn tượng nhất trong năm 2021 của anh? Với mình thì mọi năm ấn tượng nhất luôn luôn là gà rán. Năm 21 là năm mà mình ít được ăn gà rán nhất trong suốt 5-6 năm trở lại đây, nên mình rất nhớ. Đã từng có 2 tháng liền mình không được ăn một bất kỳ một miếng gà rán nào. Anh Thắng thích ăn gà rán, ăn nói chung là kiểu có lớp vỏ giòn, được chiên dầu. Mình nhẹ thích ăn kiểu tim gà ta, gà luộc, rồi gà ủ muối. Hay là có một hôm mình rủ anh Thắng là anh Thắng ơi ăn gà ủ muối với em không, thì anh Thắng bảo là không. Với anh, nếu như không phải gà rán thì ăn các loại khác anh không cảm thấy là anh đang ăn gà. Thành viên mà bạn cảm thấy ban đầu không hợp nhưng về sau khi làm việc cùng trong team không ăn gì thì lại thấy ưng. Tức là nếu mà là những người bạn mà mới vào ấy thì đôi khi sẽ có cảm giác là bị khó bắt quen. Ban đầu khó làm việc nhất chắc là Cường. Nếu mà làm việc với Cường ở các cái bước đằng sau ấy để chuẩn bị cho một clip thì rất là dễ. Vào clip rồi, vào set quay rồi. Tức là lúc đầu mình cảm thấy không có câu chuyện chung, thế mình không thể nói được. Thế nên là đôi khi khi mà đi quay với Cường với Hà ấy, anh hay bị là anh không nói gì. Chính là vì như thế, bởi vì anh cảm giác là chưa có câu chuyện chung. Nhưng mà dần dần về sau này, nếu các bạn để ý, các bạn thấy là khi mà mình làm việc nhiều hơn với cả Cường với Hà rồi, mình thấy là kể cả những câu chuyện thường ngày thì mình có rất nhiều thứ để nói, nên mình có thể lôi cái đấy vào. Và cảm giác ăn ý với Cường với Hà rất là nhiều so với thời đầu tiên. Anh là Cường, còn em là Hà. Khoảng thời gian ban đầu khi bọn mình bắt đầu làm việc chung với nhau, ngồi chung như này một set quay, chúng mình khó, rất là khó để có thể tung hứng, ăn ý với nhau. Thế nhưng mà dần dà về sau ấy, mình thấy là kiểu bạn ấy rất là thoải mái, bạn thoải mái hơn. Thế là bọn mình bắt đầu, như các bạn thấy, nói rất nhiều. Còn những hôm còn phải phanh lại không nói nữa. Riêng với những thành viên mới thì thật ra thì ai cũng mới lạ thì cũng sẽ thế thôi. Về sau mọi người có cái sự tiến bộ của mọi người thì nó sẽ khác. Cái câu hỏi mà được nhiều bạn hỏi nhất đó là làm cách nào để có thể trở thành VJ của Hôm Nay Ăn Gì mở ngoặc miền Bắc đồng ngoặc. Mình phải cắn xong miếng ốc này. Một miếng ốc vô cùng là thơm ngon với lớp ngoài. Nó vẫn còn hơi trơn trơn nhẹ nhẹ, nhưng mà nó không phải là cái dạng nhớt nhèo đâu mọi người. Cái lớp vỏ ngoài ốc nó vẫn mượt mà, khi mà nó trôi qua lưỡi. Nó trơn đi của nó đi cầu trượt đó mọi người ạ. Cái màu sắc đa dạng là thứ mà chúng mình rất là mong muốn. Các bạn cũng sẽ cảm thấy chán khi một phải nhìn thấy một cái mặt có xuất hiện quá nhiều lần. Thế nên là sẽ có nhiều hơn một cái mặt mới sẽ được lựa chọn để xuất hiện, và sẽ là màu sắc mới cho không chỉ Hôm Nay Ăn Gì mà cả channel nữa. Bật mí về quy trình tuyển chọn thì lần này chúng mình cũng sẽ có một số cái điểm tham khảo từ format The Next Hôm Nay Ăn Gì của team Hồ Chí Minh, nhưng mà sẽ không làm thành clip và bắt các bạn phải tham gia thử thách như kiểu drama như thế đâu, mà nó sẽ thầm lặng hơn, nhưng mà nó cũng sẽ có khá là nhiều thứ thú vị và nói thẳng ra là khó. Tức là cái sự đòi hỏi cao ở đây không hẳn là chúng mình thách thức gì các bạn đâu, bởi vì chính chúng mình làm vẫn còn đầy lỗi mà, nhưng mà cho các bạn thử làm để các bạn xem là quy trình thực tế nó diễn ra như thế và các bạn có vượt qua được nó không. Đấy là một cái hay. Nói chung là bọn mình rất là chào đón các bạn. Mọi người hãy mạnh dạn đăng ký, tại vì bọn mình sắp tới sẽ đăng tin tuyển trên page, nên mọi người hãy theo dõi thật là sát sao để có thể cập nhật được nhá. Anh chị làm ở Hôm Nay Ăn Gì có bao giờ cảm thấy chán và muốn sang team khác không? Có ạ. Thì đôi khi là có cảm giác đấy thật, nhưng mà mình chán lý do bởi vì mình phải ăn quá nhiều. Mình là một người mà nếu như không bao giờ cần phải ăn vì một lý do gì đó thì mình sẽ không ăn. Mình có thể nhịn cả 2-3 ngày cũng được, chỉ cần uống nước.
Nhưng từ hồi làm Hot Nail gì, tuần nào mình cũng phải ăn và ăn với số lượng rất lớn, bởi vì đồ ăn mua ra nhiều mà không ăn phí. Mình luôn luôn có quan niệm là 3 triệu trẻ em châu Phi đang chết đói, nên là chúng ta có mà chúng ta không ăn hết thì đấy là một tội ác. Nhưng mà em nghe cái mà mình có thể 2 ngày không ăn gì, mình chỉ uống nước thôi, em không biết anh có tin nổi không? Sự phí nhiều này hoàn toàn là do hôm nay ăn gì tạo ra, chứ không phải là vì mình tự làm ra như thế. Yêu nhiều hôm á, hai số ăn nhiều ấy, kiểu ớn luôn. Thế nên mình luôn luôn cảm thấy thoải mái hơn khi đánh sang những mảng khác. Ví dụ như là ở mảng công nghệ, nhiều khi mình vẫn hay cố vấn cho Hải Kiều. Vẫn hay cố vấn cho Hải Kiều. Hay là đôi khi là làm cả các vấn đề xã hội nữa, mình thích những cái đấy. Và mình thấy mình cũng có thể làm tốt được những cái đấy. Để mà có bao giờ bạn muốn rời khỏi Hôm Nay Gì để sang team khác không thì mình không. Mà mình chỉ về đâu thôi, có muốn rời khỏi Hôm Nay Gì. Tại vì thứ nhất, mình là con gái. Đấy, cái việc mà rồi cân nặng rồi giữ dáng cái thứ mọi người ấy, nó rất là đau đầu, rất là căng thẳng như các bạn cũng biết. Thế nhưng mà đấy, ví dụ như anh Thắng vừa nói, có một ngày chúng mình quay hai số chẳng hạn, số đầu là ăn toàn đồ ngọt, số thứ hai ăn nguyên một con gà. Và gần đây khi mà triển khai cả TikTok Hôm Nay Ăn Gì nữa thì cái khối lượng đồ ăn chúng mình phải ăn nó càng khủng khiếp hơn nữa, bởi vì các bạn chỉ thấy nó không có một phút, nhưng mà đồ ăn đương nhiên là vẫn phải gọi ra với cái số lượng là để cho thành một suất một người ăn, đúng không? Mà có khi một buổi quay là 2 hay 3 số, đi 3 nơi ăn 3 thứ. Tức là cái hồi mà mình còn chưa quan tâm đến cân nặng lắm thì hồi đấy mình không nặng mọi người ạ. Thế là mình rất là đam mê đồ ăn mà mình không quan tâm. Cho đến một ngày là khi mà kiểu cái khối lượng công việc nó nhiều hơn, bọn mình phải đi ăn nhiều hơn, đi quay nhiều hơn, thì đúng là cái gì nhiều quá nó cũng không tốt ấy mọi người. Thế là từ cái niềm yêu thích nó trở thành một cái sự đôi khi là hơi lo lắng, sợ hãi. Kiểu chết tuổi bây giờ mình không ăn thì cũng không được, mà mình ăn thì mình rất là thấy tội lỗi bản thân mình. Đấy, nhưng mà nó chỉ là lý do đấy thôi, còn mình vẫn yêu team mình lắm. Đúng rồi đấy, nếu mà chọn rời bỏ thì không bao giờ lý do là bởi vì là những người bạn làm cùng có vấn đề gì cả, mà chỉ là bởi vì ăn quá nhiều. Chúng mình có một câu hỏi cuối cùng, mà câu hỏi này để cuối vì nó khá là buồn cười. Cái gì đấy? Khá là thú vị. Cái gì đấy? Anh Thắng hoặc là chị Phương Anh đã bao giờ từng rung động với nhau chưa? Wow, trời ơi. Thế nhưng mà mình trả lời câu hỏi này biết đâu là tan cửa nát nhà. Cái này không sao đâu, anh trả lời đi. Nhưng anh sợ lắm. Thế đáp án của anh là gì? Là có. Nhưng anh sợ lắm, anh vẫn trả lời là có ạ. Ui. Mọi người có những cái bây giờ mình mới biết. Mình chỉ biết là anh Thắng bảo mình là gu của anh Thắng trong một video. Đúng rồi. Còn với mình thì khi mà được hỏi một câu hỏi là nếu mà lạc vào trong rừng một mình, bạn muốn người lạc cùng bạn là ai, thì mình đã chọn anh Thắng. Ờ đúng rồi. Cả mình và anh Thắng khi mà được đặt câu hỏi và trả lời thì chúng mình đều không biết là đối phương trả lời như thế. Cho đến lúc biết thì thật là trùng hợp. Wow wow. Chúng mình ăn nhá mọi người nhá. Cái miếng sườn nó đẹp cho mọi người ơi. Oh. Sườn cũng là một thứ rất là đắt. Khi mà chúng ta ăn bún sườn hay là gì thì cũng khá là ít. Mình hy vọng là video này sẽ lan tỏa được đến với các bạn thật nhiều, để các bạn thấy đây là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn trong ngày này. Cái tuần nghỉ Tết nó đã kết thúc rồi, thế nên là người ta đã không chặt chém nữa rồi. Các bạn đã có thể đi ăn món này một cách rất thoải mái và trả số tiền bình thường. Hãy ăn đi thôi. Nó chính là sự lựa chọn chuẩn xác nhất cho những ngày này đấy. Tận hưởng không khí mà trời vẫn còn đang lạnh đó mọi người. 10 bát bún ngày hôm nay có giá là gần 700 nghìn. Ủa nhưng nó vẫn đắt. Nhưng mà thôi, nó xứng đáng. Mình nghĩ là không thể đòi hỏi gì hơn. Thế ngày hôm nay thì trải nghiệm bọn mình dưới cái trời lạnh như này, và khi mà được giải ngấy bọn mình cũng thấy là hạnh phúc. Số vụn không đánh ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Hy vọng là chúng mình sẽ còn mang đến cho các bạn thật nhiều trải nghiệm ăn uống thú vị hơn nữa trong năm nay. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. Đừng quên subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì nhé. Bọn mình sẽ quay lại trong số bụng không đáy tiếp theo. Tạm biệt. Hôm nay ăn gì?